Tự nhiên nhìn thấy cái đuôi ngôi sao, ký ức tuổi thơ nhớ hồi xưa mẹ hay dắt đi ăn, hồi xưa mình biết ăn lắm, không biết sao dần ham ăn quá trời lắm. Giả tế mà các cái quán ở nhà làm á, ngon lắm nha bà con. Đây, kính thưa quý vị các bạn, đây là đường Bình Tấn Phát. Dạ, sáng nay đây mời bà con bác cùng với Colorman đi tìm đi khám phá ẩm thực hẻm Sài Gòn. Dạ, coi có cái chỗ cái hẻm nào, hẻm nhỏ nào bán đồ ăn ngon ngon ghé vô. Đó, khám phá ẩm thực hẻm Sài Gòn là vậy đó bà con. Rồi, bên này mình thấy có cái chỗ để cái tô rồi. Ướp đi bún bò. Ướp. Cô bán gì cô? Hủ tiếu dì Lan. Nuôi. Có chỗ ngồi không cô? Rồi vậy quẹo luôn. Đó. Khám phá ẩm thực hẻm Sài Gòn. Đây hủ tiếu được á, hủ tiếu khô mì khô này ngon nè. Của anh hả? Tới chưa kêu mà là có hả? Khám phá ẩm thực hẻm Sài Gòn. Coi là, ô có cái nuôi ngôi sao này vui nè. Dạ, nuôi ngôi sao nuôi lớn hả? Dạ. Có hủ tiếu, có phở hả cô? Rồi có đủ thứ luôn. Dạ. Thôi làm chắc làm tô cho nó nóng nóng bờ ấm ấm bụng nha. Hủ tiếu trên đây. Đây là hủ tiếu dì Lan nha, trong hẻm 1716. Ôi quán vui quá vô. Hỏi cho em một một tô nuôi ngôi sao nha gì? Dạ. Nuôi xương nha, xương nha, xương. Dạ. Này bán buổi sáng thôi hả chị? Dạ em bán buổi sáng. Trời ơi. Bán chắc cũng lâu rồi hả chị ha? Dạ 20 năm. Ôi 20 năm. Wow. Hủ tiếu gì là hủ tiếu gì Lan bán 20 năm mà giờ tôi mới phát hiện nè. Đang bà con cô bác ở ở gần gần nhà không à, chắc chỉ có mình là xa nhất, có mình đi lang thang thôi bà con. Rồi đang chờ tô hủ tiếu ngôi sao. Đó, không khí buổi sáng rất là vui. Đây có hủ tiếu nè, có bánh ướt nè, có bánh mì luôn nha, bán xôi mặn, có đủ thứ hết. Chị đang cắt chả cho anh bánh ướt phải. Ôi bánh ướt này cũng ngon lắm nè, chắc chắn luôn á. Nhìn cái bánh nó trong trong, nó dẻo dẻo vậy biết rồi. Rồi bán trong hẻm mấy chục năm luôn, không ai biết. Nhìn rất đó, có cái sân nhỏ nhỏ sạch sạch, ngồi rất là thích thú nhé. Vui lắm. Dạ. Dạ chụp thoải mái không sao đâu. Dạ. Chương trình ẩm thực hẻm Sài Gòn bà con ơi. Đó hôm nay bà con đi là coi như truyền hình thực tế luôn nha. Mình đi tìm, đi lũi vô cái hẻm mình không có biết quán của chị đâu nha. Đó mình đi sâu được sâu vô cuối cùng rồi mình mới may mắn sao thấy có cái chỗ thơm thơm. Thấy tô chén rồi để rất là nhiều.
bán rất là gia đình. Đây, rau tươi chưa bà con ơi? Đó. Cái nuôi ống này nhà mình cũng khoái, nhưng mà mình thích ăn nuôi em bé này, cái này nuôi dành cho em bé tại mình cũng còn nhỏ lắm, mình mới có mơ có mấy tuổi à. Đó, ăn gia đình dễ thương vô cùng. Được em, được 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 được, thoải mái. Một hộp vậy nhiêu vậy cưng? Đó, một hộp bánh bánh cuốn, một hộp bánh ướt đầy ụ luôn, có 20 ngàn à. Trời, sáng sớm đi ăn nuôi em bé. Dễ thương lắm bà con ơi. Nói chung là có đi vô trong những cái con hẻm của thành Sài Gòn mình á, mình mới thấy là nó thú vị như thế nào nha. Đó, đây là hôm nay là một cái câu chuyện mà mình có thi một một có khi bà con bác xem cái video của mình á, bà con bác nó quay cái mở đầu hơi dài. Dạ đúng thiệt, tại mình muốn quay nó thực tế vậy đó, làm sao cho bà con bác đi thấy đi tìm cái quán nó khó khăn như thế nào. Thử cái miếng nước ngon quá. Đó, nghe nói khuyến mãi gì nữa. Trời ơi, quán bình dân mà khuyến mãi gì anh ơi. Nói. Dạ. Đây. Đó. Đây đây có cái sa tế nè. Chắc chắn là rất là xuất sắc. Cái miếng sa tế mà các cái quán ở nhà làm á ngon lắm nha bà con. Tự nhiên lúc này mình trở nên ghiền sa tế, lúc mà mình phát triển cái sa tế tôm. Mình ghiền luôn tới giờ luôn. Đó. Đây là nuôi em bé nè, xưa là nuôi ngôi sao là nuôi cho mấy em bé đó. Tại cái này nó dễ không cần nhai. Đổ nước luôn. Chị Lan thì ít nói mà ông xã thì rất là vui, rất nghệ sĩ. Anh rất nghệ sĩ. Có cái chiếc xe CD 125 nữa. Đó, cứ vậy là ngon rồi. Quên một món. Hai món. Bánh nước ở đây bán bình dân nó có 20 ngàn. Hủ tiếu 25. Hủ tiếu khô ướt 25 30. Bán trong hẻm mà. Bà con coi như là trong xóm. Chồng xóm vô đây ăn với mình nghe ngoài chứ không biết đâu. Giờ mình khoái đi khám phá cái kiểu vậy đó bà con. Người ta nói giống như càng ngày nó càng nặng đô. Có chả lụa rồi. Nhà thịt rất là tươi ngon. Đó. Ngon. Ăn vừa miệng lắm nha bà con. Khó mà bắt đắt hàng lắm. Hẻm này là hẻm 116, là số mới, số cũ là 1716. Nghĩ chắc hủ tiếu rất ngon lắm. Tại vì nha, tự nhiên nhìn thấy cái nuôi ngôi sao, ký ức tuổi thơ nhớ hồi xưa mẹ hay dắt đi ăn bằng cái chén á, trong cái chén chứ không có ăn cái tô gì đâu. Mấy đứa trẻ biếng ăn, hồi xưa mình cũng biếng ăn lắm, không biết sao giờ ham ăn quá trời lắm. Thêm một cục xương. Hãy
kẹp vài lá ớt vô. Mắt ngồi đảo. Chà, để cái xe ngoài đường không biết còn nữa. Dễ ăn lắm. Bữa nào mà bị ngán ngán lắm. Ngán ăn mà khó nuốt lắm. Đó, cứ làm cái gì nuôi ngôi sao là bảo đảm. Kiểu gì cũng nuốt được, rất là đơn giản. Không cần nhai luôn. Đắp mỡ. Vậy chứ mà tô chất lượng ăn nãy giờ chưa sao, chưa hết bà con. À, đây là số 116 xuyệt 42 xuyệt 5 à, Quỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Chứ không phải bên quận 7 nha bà con, nhà Hủ Tiếu Dì Lan à, vô ngay đầu hẻm. Hoặc là cái hẻm cũ, số cũ là 1716. Cứ vô đầu hẻm hỏi Hủ Tiếu Dì Lan là đi tới tận cùng luôn. Thì sâu lắm, hơi sâu, hẻm hơi sâu. Hôm nay mình đi là mình đi ngẫu nhiên luôn. Dạ, mà mình tin chắc là các cái khán giả dù không có của con Lomen, dù không có quá đông, nhưng mà con cô bác rất là thích những cái clip mà mình đi như vậy, khám phá thực tế luôn. Dạ, đi tìm ngẫu nhiên, không có biết trước gì hết, cứ thấy cái quán nào nhìn hay hay thú vị là đi vào. Cảm ơn dì Lan đã cho mình một con nuôi ngôi sao tuổi thơ rất là ấm áp và ngọt ngào, ngon lắm.